gia đình mà. Xí cho nhà siêu mỏng đúng không? Có đúng không? Bảo tàng nhá, bên ta toàn hành nhá. Cổ xí cho nhà siêu mỏng. Mảng trà Thái Bình nó kinh nhỉ? Bây giờ khách quốc tế toàn về đây rồi. Xây cái hồi mà cùng xây mà, cái này không cùng xây với cái khu trung tâm hội nghị quốc gia họ chỉ di chuyển mà họ di chuyển cái miếu cũ này lại. Chị Hiền chỉ với chú kia làm doanh nghiệp thôi.